Thưa quý vị và các bạn, đối với người khiếm thị, hộ người mù như một mái nhà chung thứ hai, các anh chị em đồng tật cùng sinh hoạt trong hội như anh em một nhà, luôn cùng nhau thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia biết bao niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Và cũng với mỗi hội viên, từng bước phát triển của tổ chức hội là niềm vui vô cùng to lớn đối với mọi người. Và đối với quận hội Hà Đông cũng vậy, để chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, hội viên Phạm Đăng Khoa đã mang tâm tư, tình cảm của mình gửi vào trong những dòng thơ nhằm bày tỏ lòng biết ơn đến hội cũng như mừng ngày hội vui này. Và trong chuyên mục trang thơ kỳ này, ban biên tập chúng tôi xin gửi đến quý vị những dòng thơ thay cho lời cảm ơn đến tổ chức hội người mù cũng như quận hội Hà Đông, bài thơ với tựa đề Mừng ngày thành lập hội người mù Hà Đông. Mừng ngày mùng 7 tháng 4, ngày thành lập hội người mù Hà Đông. Trải qua đã 40 năm, hội viên giờ có hàng trăm người rồi. Vượt lên số phận cuộc đời, giảm nghèo, xóa đói, cuộc đời tự do, được hội giúp đỡ chăm lo, nhiều người thay đổi, tiếng hò ngân vang. Những người khiếm thị Việt Nam, nghị lực phấn đấu gian nan đẩy lùi. Cuộc sống giờ thật tươi vui, tàn nhưng không phế, nhiều người mến yêu.